mỗi ngày. Cánh gà bên ngoài chín xém, thơm mùi hành tỏi nướng hấp dẫn. Bên trong thịt gà dai ngọt, cánh gà nướng cay, đậm đà vui miệng. Mến chào các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ làm món cánh gà nướng cay. Một cái tên gọi nghe là thấy quen thuộc, nhưng mà chắc chắn sẽ có những cái bí kíp nho nhỏ tạo nên hương vị đặc biệt khác lạ cho món ăn của ngày hôm nay. Nào, chúng ta hãy đến với lại nguyên liệu cánh gà, là một nguyên liệu rất là tốt cho sức khỏe và cung cấp protein tốt cho cơ thể đi nào. Đối với món ăn ngày hôm nay thì khi mà chúng ta mua cánh gà về thì chúng ta rửa sạch đi. Và Phước Hưng sẽ ngâm trong một lít nước. Mà trong một lít nước đó chúng ta sẽ cho vào một muỗng canh muối. Và chúng ta khuấy đều và cho cánh gà vào ngâm khoảng 30 phút. Và đây cũng là một cái lưu ý cho quý vị khán giả nha. Đối với món ăn ngày hôm nay, phần cánh gà chúng ta sẽ ngâm qua nước muối để giúp cho cánh gà sạch hơn và dễ thấm vị hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ pha cái hỗn hợp ướp vào phần cánh gà. Đầu tiên Hưng sẽ cho vào đây 2 muỗng canh ớt sa tế, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước tương Phú Sĩ, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê bột canh Ajinomoto, 1 muỗng canh tỏi băm nè, và 1 muỗng canh hành tím băm. Đối với món ăn ngày hôm nay thì phần hành tỏi các bạn nên xay nhuyễn ướp vào cánh gà, giúp cho cánh gà khi nướng sẽ không bị cháy. Phước Hưng sẽ lần lượt cho phần cánh gà vào và chúng ta sẽ dùng bao tay, chúng ta sẽ trộn đều giống như là massage gà vậy đó. Trong khi mà chúng ta đang đợi cái phần lò nướng nóng thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho chúng ta tạo hình cái phần cánh gà. Dùng giấy bạc này quấn cái phần chóp cánh gà lại thì khi nướng sẽ không bị cháy. Thường á, khi mà chúng ta chế biến cánh gà thì mình nướng hoặc là mình chiên thì cái phần chóp cánh sẽ là phần mà dễ bị cháy nhất. Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một cái khay để chúng ta cho phần cánh gà lên, và để kỹ lưỡng hơn thì chúng ta lót một lớp phần giấy bạc bên dưới nữa để cho phần cánh gà không bị cháy cái lớp bên dưới. Phước Hưng sẽ sắp phần cánh gà lên. Chúng ta sẽ thoa lên đây một ít gia vị nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào lò nướng với nhiệt độ là 180 độ C. Chúng ta nướng khoảng từ 30 tới 40 phút làm cánh gà chín rồi. Và Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn, chúng ta sẽ làm cái phần nước chấm để chúng ta ăn kèm. Chúng ta chỉ sử dụng bột canh Ajinomoto và chúng ta vắt một ít tắc vào là chúng ta đã có ngay cái phần nước chấm rất là ngon rồi. Hưng sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh bột canh Ajinomoto. Và bây giờ nhờ Kim Thảo cắt một trái tắc chúng ta cho vào, khi ăn chúng ta nặn tắc vào sẽ rất là ngon. Phần cánh gà cũng đã tới thời gian rồi, Phước Hưng sẽ lấy phần cánh gà ra. Trời ơi, ngon quá. Ở đây Phước Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn một cái khay để ra cánh gà rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần giấy bạc ra nè. Nhờ cái phần giấy bạc này mà cái phần chóp cánh gà không bị cháy, Phước Hưng sẽ cho phần cánh gà ra. Cho lên đây một ít chanh vàng nè để trang trí thêm cho cái món ăn nó sinh động hơn. Một ít cà chua bi. Vậy là bây giờ món cánh gà nướng cay của chúng ta đã hoàn tất rồi. Và để tạo nên một bữa ăn đầy dinh dưỡng thì chúng ta có thể kết hợp với món xà lách dầu giấm cũng sẽ rất là tuyệt vời. Bên ngoài chín xém, thơm mùi hành tỏi nướng hấp dẫn. Bên trong thịt gà dai ngọt, thấm vị mật ong và sa tế, cay cay hít hà quá đã.